người tuổi Sửu sinh các năm 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tuổi Sửu tư chất điềm đạm, chậm rãi, có thiên hướng làm việc chăm chỉ. Họ luôn kiên trì trong mọi hoàn cảnh khó khăn, đã hứa là làm, đã nói sẽ thực hiện. Chân thành, không thích sống kiểu đối phó, họ là chỗ dựa an toàn cho mọi người bất chấp nghịch cảnh. Đừng nhầm rằng tuổi Sửu hiền hòa, dễ bảo, bởi ẩn sâu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Họ cứng đầu, nóng nảy, đôi khi bảo thủ. Sống đơn giản và cần kiệm, họ hãi hùng với việc chi tiêu xa hoa, thiếu tính toán, nợ nần chồng chất. Trong cuộc sống, họ được yêu mến vì trung thực thẳng thắn. Là người sống khá nội tâm nhưng trong môi trường an toàn, họ trở nên hòa đồng, thân thiện. Mặc dù không hào nhoáng như tuổi Tý, Sửu cũng là những người có khả năng diễn thuyết và sẵn sàng chia sẻ quan điểm. Năm Nhâm Dần hứa hẹn tích cực với tuổi Sửu. Nhiều sự kiện trọng đại, những thay đổi tích cực diễn ra, giúp năm nay trở thành một năm tốt đẹp với bạn. Nếu bạn mong chờ những khởi đầu mới mẻ, ví dụ một công việc mới, một mối quan hệ mới, đây là cơ hội tốt. Điều quan trọng là không đánh mất động lực và luôn làm việc trung thực, vận may sẽ mỉm cười. Châu hãy cứ vui vẻ, dũng cảm đối mặt với các thách thức bởi kiên nhẫn. Kỷ luật là chìa khóa của thành công trong năm Nhâm Dần. Tuổi Sửu được quý nhân phù trợ năm nay nên an toàn. Họ cũng dễ được bạn bè yêu thương, giúp đỡ khi gặp khó khăn, thử thách. Nên trân trọng tình bạn. Điều cần chú ý là đừng phô trương rồi chuốc lấy sự ganh ghét, đố kỵ không mong muốn. Phong thủy tuổi Sửu và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần: tài lộc 4/5, sức khỏe 4/5, sự nghiệp 4/5, tình yêu 4/5, con số may mắn 3, 4, 5, 6 màu may mắn đỏ, tím, vàng, nâu. Hướng thuận lợi nam, đông tháng thuận lợi năm 10/11 âm lịch. Tài lộc năm nay đánh dấu tăng trưởng kinh tế cho người tuổi Sửu. Những trì trệ, khó khăn bạn gặp phải ở quá khứ thôi thúc bạn thay đổi và lựa chọn hướng đi thích hợp trong tương lai. Tình hình tài chính tổng thể của bạn duy trì trạng thái ổn định cả năm. Với sự trợ giúp của vì sao tốt lành Thiên Vương, các quan hệ trong công việc đều tốt, bạn có được người đỡ đầu bảo trợ để kiếm được tiền. Từ đầu tháng 2, bạn cảm nhận rõ sức mạnh, quyết tâm tiến bộ của bản thân. Từ tháng 6 đến tháng 9 là thời gian tuyệt vời với người muốn tậu bất động sản. Trong năm, với sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, từ đó có cấp bậc chức vụ tốt hơn. Chỉ cần nắm được cơ hội, sự nghiệp của bạn càng hanh thông. Tuy nhiên, nên đề phòng sự cạnh tranh khốc liệt trong môi trường làm ăn. Nếu muốn chiếm ưu thế vượt trội, cần chăm chỉ tránh thái độ tự mãn, kiêu ngạo. Nếu bạn lên kế hoạch thay đổi công việc thì đây cũng là năm phù hợp, giúp bạn tìm được công ty phù hợp với sức mình để phát triển và thể hiện năng lực cá nhân. Tình yêu, hôn nhân, dù mọi việc không đi lùi, nhưng về cơ bản, đây không phải năm mà các mối quan hệ tình cảm của bạn có những tiến triển to lớn. Nếu muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn đời, bạn nên lắng nghe, quan tâm, bao dung, thấu hiểu họ hơn. Là những người từ tốn và rộng lượng, tuổi Sửu không gặp khó khăn để gìn giữ mối quan hệ. Thêm vào đó, sự kiên định và bền bỉ trong tình yêu lẫn các mối quan hệ giúp họ thường không gặp khó khăn trong đời sống tình cảm. Khi gặp một ai đó ưng ý, họ sẽ dốc lòng đeo đuổi. Do đó, với những người độc thân, sự kiên trì có thể giúp vận đào hoa tốt hơn rất nhiều. Sức khỏe tuổi Sửu có thể ốm vặt trong năm nay, vì vậy nên giữ gìn sức khỏe, hạn chế tối đa thuốc lá, rượu. Tập thể dục thể thao và khám sức khỏe định kỳ. Bạn cần giữ chế độ ăn lành mạnh, tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ. Tai nạn có thể xảy ra nếu bạn không tham gia giao thông cẩn thận. Do đó nên chú ý khi ra ngoài. Bạn có thể đeo vòng mã não xanh lá cây có biểu tượng tuổi Sửu để có sức khỏe tốt trong năm nay. Nếu thường xuyên lái xe, bạn có thể đeo mặt dây chuyền tỳ hưu đá mắt hổ để thêm may mắn.
tử vi các tuổi Sửu năm Nhâm Dần Ất Sửu 1985, tinh thần của Ất Sửu năm Nhâm Dần thoải mái, lạc quan, tin tưởng vào tương lai. Bạn sẵn sàng cho những cơ hội mới của tình yêu, hôn nhân. Người độc thân có thể nhận được lời cầu hôn, có được tổ ấm trọn vẹn sau bao ngày mong đợi. Đinh Sửu 1997, những ý tưởng tuyệt vời mang tính cách mạng, đặc biệt vào các tháng 5, 6, 10, 11 sẽ giúp ích cho cuộc sống của bạn. Bạn nên lắng nghe bản năng mách bảo để chọn hướng đi. Nhân duyên tốt sẽ mở ra tương lai tốt đẹp cho bạn trong năm Nhâm Dần. Kỷ Sửu 2009, năm nay phù hợp với những quyết định quan trọng trong cuộc sống, ví dụ chọn trường lớp, học hành. Tân Sửu 1961, 2021, người làm ăn có thể có quyết định quan trọng, dài lâu, làm tiền đề cho những bước tiến lớn trong tương lai, giúp cuộc sống thoải mái hơn. Quý Sửu 1973, năm nay không tốt cho Quý Sửu. Vì thế nên đặc biệt thận trọng, nhất là những tháng đầu năm. Đừng làm việc quá sức mà quên nghỉ ngơi, thư giãn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.